mới đầu thì em thấy cái chênh lệch về tuổi tác như vậy thì em cũng hơi ngại để mà thay đổi, thì em sẽ kêu vợ em bằng chị mà em xưng anh. Ừ. À chị với anh. Đúng rồi, anh. Chị với Mai ơi, anh nói cho chị Mai nghe nè. Dạ đúng rồi. Dễ thương không? Đó, rồi chị xưng anh xong một thời gian sau thì mới dần dần đổi qua thành anh với em. Ừ. Đó. Rồi còn cái vấn đề về con trai của vợ em thì là em lựa cái thời điểm đó là Tết, và thời điểm đó là hình như là Chào. Trước khi chúng ta trò chuyện sâu sắc thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em là Trần Minh Tài, năm nay em 24 tuổi, thì em hiện tại đang là huấn luyện viên thể hình. Dạ, xin chào anh chị, em là Trần Thị Mai Mai. Năm nay em 39 tuổi, hiện tại trước đây em là một ca sĩ, nhưng mà hiện tại em là một nhân viên của một phòng kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu. Ồ, như vậy là hai vợ chồng là có số tuổi là nó trên chút xíu đúng không? Dạ. À, vậy thì cái cơ duyên nào khiến xui chàng PT gặp nàng ca sĩ? Dạ, em gặp vợ em lúc đó là em mới 16, 17 tuổi. Ừ. Thì thời điểm đó là em đang đi phụ cho bạn em, bạn em là làm về ảo thuật. Thì em đang là người phụ diễn cho bạn em, thì là vợ em lúc đó đang là giống như cô của bạn em vậy đó. Dạ, có thể là người yêu của thầy bạn em. Người yêu của thầy bạn em đó. Dạ. Lúc đó em trong một mối quan hệ cũng là một người nghệ sĩ. Trước đây em làm nghệ sĩ thì trong cái show diễn á, thì sẽ có một cái bạn ảo thuật gia. Thì hai bạn là một bạn thân. Còn cái bạn đó gọi em bằng chị. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Lúc đó hình như là 26-27 tuổi. 26-27 tuổi. Rồi cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp Mai Mai, Tài còn nhớ không? Dạ nhớ. Cô ấy làm sao? Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Chửi bạn em là tắt nắng luôn. Mỗi lần mà bạn em làm sai gì là em nghe tiếng thôi là em biết em trốn chỗ khác rồi. Mà em có bị chửi bao giờ chưa? Chưa. Làm tốt lắm mà. Nếu mà dị ứng đúng không? Dạ hơi sợ. Thời điểm đó mới 17, 18 tuổi đâu có. Không nhỏ hơn á, 16 á. Trời ơi, 16 nó còn quá trẻ luôn đó. Dạ. Thưởng thức vợ em hát á, em thấy cái thần thái của cổ trình diễn nó như thế nào? Nó kiểu như là khác xa với mình tưởng tượng. Giống như là trước giờ em nghĩ là ví dụ ca sĩ lên hát thì là cũng sẽ giống như là người ta thu đĩa người ta phát ra thôi. Đặc biệt là với cái bộ môn đó mà em lên em thấy vợ em hát live mà còn hát hay nữa. Thành ra lúc đó là idol luôn. Lúc đó là idol luôn. Nhưng mà rồi sau đó là có tìm đủ mọi cách để tiếp cận với idol và tỏ tình với idol? Dạ không dám. Không, tại thực vì lúc sự lúc đó không có một cái mối quan hệ nào giữa hai chị em, phải nói là như vậy. Rồi đến khi nào thì bắt đầu mới bắt đầu, bắt đầu mới có. Thật ra khi mà gặp nhau thì ai cũng trong mối quan hệ yêu đương hết. Ừ. Nhưng mà tới cái thời điểm mà em biết được rằng là cái người bạn trai của em đã cắm sừng em rồi á, thì lúc đó em vừa mới sanh một em bé năm 2020. Thì thời điểm đó là đỉnh dịch đầu tiên, mọi người đều phải ở trong nhà, và em thì vừa con cái và em là con một, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cái kinh tế nó rất là khó khăn. Chồng em á thì lại rơi vô một cái kiểu là bị thất tình, mọi người cứ liên lạc với nhau trên Facebook thôi. Thì lâu lâu cái thấy những cái cáp rồi đó thì thấy hỏi là em dạo này em sao rồi, ổn không, cũng chia sẻ nói qua nói lại. Thì trong cái giai đoạn tâm sự đó thì với cái vai trò là một cái người em á, ông xã em có gửi cho em mỗi tháng 5 triệu, với một cái lời là tại vì giờ em thấy chị cũng khó khăn về mặt kinh tế quá, thì em coi như là em giờ vẫn còn có thể chạy bên ngoài, vẫn còn thể đi làm, thì em gửi cho chị mượn 5 triệu mỗi tháng để chị mua sữa cho em bé. Rồi khi nào hết dịch chị đi làm lại á thì chị gửi lại cho em cũng được. Ủa sao Tài lại có một cái sự chia sẻ mà nó rất là... Em trời ơi, người ta yêu đơn phương. Ủa? Người ta yêu thầm. Tại vì qua một hai lần có nói chuyện trước đó thì thấy là vợ em thời điểm đó là một người rất là biết suy nghĩ cho gia đình. Thì sau đó thì về thì vợ em tỏ tình trước. Thì có một cái buổi tối là có đi uống cà phê thì nghe chồng em tâm sự về cái cuộc sống, rồi cái cách nhìn cuộc sống, cách đối xử với người này người kia. Em mới nói hóa ra cái bạn này rất là trưởng thành. Thế là cái một thời gian sau được khoảng hình như là hơn 3 tháng á,
cái tình cảm mình cũng có rồi và mình cũng đã bật cái đèn xanh cho bạn này rồi. Tại vì em nói là nếu mà chị không thích một người nào đó, chị khó mà chị ngồi chị có thể nói chuyện với họ lâu như thế này lắm. Nhưng mà lúc đó cũng không thấy chồng em rụt rịch gì hết. Em dễ nói nếu mà bây giờ với cái kèo này á mà mình không nói thì cho ông 10 tỷ ông cũng không dám nói. Một phần là ông đang idol mình, một phần nữa là mình đang chị ổng rồi, có nhiều cái nỗi sợ của ổng. Thì em mới nhắn cho ổng một cái tin trên tin nhắn là thôi thì bây giờ chị thấy hai chị em mình ai cũng rảnh hết á, mình giả bộ yêu nhau cho nó bận rộn được không? Khi nhận được cái tin nhắn đó em thấy như thế nào và em trả lời sao? Dạ trả lời liền luôn là ok chị. Okay, em cũng đã thích chị rồi đúng không? Dạ. Khi mà em nhận lời lúc đó là thứ nhất là có đổi cách xưng hô không? Cái thứ hai là bắt đầu tiếp cận với, phải tiếp cận với con Mai chứ, đúng không? Đó thì cái diễn biến cái tình cảm của hai đứa cái... như thế nào? Thì mới đầu em thấy cái chênh lệch tuổi tác như vậy thì em cũng hơi ngại để mà thay đổi, thì em sẽ kêu vợ em bằng chị mà em xưng anh. À chị với anh, à, đúng chị rồi, anh. Chị với Mai anh. Ơi, anh nói cho chị Mai nghe nè. Dạ đúng rồi. Dễ thương không? Đó. Rồi chị xưng anh xong một thời gian sau thì mới dần dần đổi qua thành anh với em. Đó. Rồi còn cái vấn đề về con trai của vợ em thì là em lựa cái thời điểm đó là Tết, và thời điểm đó là hình như là vợ em chưa có nói lại, nói chung là chỉ hơi mắc mé với lại gia đình bên vợ em thôi, là có người yêu nhỏ tuổi gì đó. Thì lúc đó là mùng 4 thì ông bà ngoại là có về quê. Thì ông ra nhà không có ai hết. Thì em mới nói là em ơi cho anh qua anh chơi với con tạo cái tình thương. Thì lúc đó là qua chơi, mà cái buổi đầu tiên qua gặp nó thì nó nhìn mình nó quá là sợ đi. Tại thời điểm đó là rất là bự. Nên vừa nhìn cái là chui thẳng xuống dưới váy mẹ nó trốn luôn. Dở cái váy lên á, dở cái váy em lên xong đứng ở trong bếp run run run. Đúng là gào khóc tại vì giống như lúc đó có để râu không? Dạ không, nó không lấy đâu mà bụi con. Dạ đúng rồi, trận. Dạ. Mãi sau này chồng em chịu khó qua đưa đi ngắm hoa ngắm cảnh, tại vì trong dịch thì không có đi. Cái ngày đầu tiên đi ra ngoài gặp người lạ đầu tiên cũng là chồng em. Mà đi ra ngoài người đầu tiên đưa cậu bé ra ngoài cũng là chồng em luôn. Thì ẩm đi rồi hái hoa bắt bướm chỉ con này con kia. Lúc là từ từ lúc dạ. Là bé mấy tuổi? Là lúc đó 2 tuổi hơn chút. À đúng, đúng rồi. Vậy là nó quấn. Bây giờ em nói, bây giờ sẵn cho em nói luôn, bây giờ là nó đối với bố Tài sao? Trời ơi, nhất, ba là nhất. Nhiều khi gọi điện thoại chị hỏi là Barbie đâu rồi mẹ? Cái em nói là Barbie con đi làm. Vậy thôi nha, mẹ đi làm đi. Chứ còn không quan tâm em làm gì hết. Dạ. Rồi trong quá trình yêu nhau á, với một sự chênh lệch tuổi tác quá lớn như vậy á, thì mình có xung đột gì về lý tưởng sống, về cái cách mà hưởng thụ cuộc sống, hay là những cái quan niệm về ăn uống, về đi chơi, đồ này kia nọ đó, thì có mâu thuẫn hay không? Do áp lực về tuổi tác đâm ra là mọi thứ là em chiều theo ý vợ em. Đó. Chỉ nói sao mình nghe vậy không có cãi đó. Đó là dựa theo cái định luật bảo toàn tính mạng. Luật bảo toàn tính mạng. Đúng rồi. Dạ. Thì là vợ em thích kiểu như là thích đi ăn uống ở ngoài đường, đi ăn mấy quán cóc hay là quán ốc gì đó thì em cũng chở đi. Xong rồi em thì cũng thích đi du lịch, vợ em cũng vậy, thì cũng lâu lâu cuối tuần hai đứa đèo nhau đi. Thì đặc biệt á là vợ em cũng có một cái đam mê giống em, đó là đam mê về xe, về phân khối lớn. Thì là em có một đợt em bất chợt em lấy chiếc phân khối lớn của em ra, em hỏi là vợ em ơi giờ đi Đà Lạt không? Lúc là 11 giờ đêm rồi. Thì là vợ em hỏi giờ đi, giờ nào về? Kiểu sáng hôm sau về. Cái chừng chừ suy nghĩ hỏi đi, là em chạy qua tới nhà em rước đi luôn. Trời đất ơi, coi như đi buổi tối thì gần tờ mờ sáng mới tới nơi. Rồi chắc uống liều phê, ăn hủ gia uống rồi về luôn hả chị? Trời, bây giờ nhiều lắm luôn á chị. Tụi em có cái tên gọi là tour giật giật. Tour giật giật. Nghĩa là giật giật là đi gì đó. Rồi, bao lâu thì, có nghĩa là cái tình yêu của các em là bao lâu thì mới cưới? Mới cưới đó. Luôn là em là cái người sẽ đưa ra quyết định. Em có hỏi chồng em rằng, em hỏi thiệt anh giờ anh yêu em thật hay là em yêu em chơi? Nếu mà anh yêu thật thì tính theo thật, mà chơi thì để em biết được em tính. Thế nói anh yêu em thật. Cái nói giờ anh về nói ba mẹ đi làm đám cưới. Hỏi cũng được nữa. Tại giờ em cũng không phải đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà nếu mà nghiêm túc thì chơi theo kiểu nghiêm túc đi. Thế là hôm sau anh về anh hỏi gia đình thiệt.
Thì lúc đó cái câu trả lời của ba mẹ chồng em á, với là cái câu bất ngờ. Sao? Anh nói đi. Thì lúc đó em về em hỏi ba em, mà mẹ em biết rồi. Mẹ em hỏi mẹ em trước, mẹ em kêu tùy, tự quyết định đi con. Rồi hỏi tới ba thì ba em mới làm bất ngờ. Tại vì thường đó giờ ba em trong mắt em là người rất là nghiêm và khó. Thì khi mà em nói với ba em kêu suy nghĩ kỹ chưa? Rồi bây giờ mày coi như là mày vô sinh đi, coi con của mày, con của mày thì mày cưới. Dạ. Bà quá tuyệt vời luôn. Dạ. Chú hay quá chú. À chú rất chú. Rất con rất là bất ngờ. Là phải nói là xin được thể hiện một cái ngưỡng mộ nè, ngưỡng mộ quá với cái quan điểm. Sau khi cưới về đó em có cảm nhận được cái cuộc sống em nó thay đổi nè, ở gia đình bên chồng em có nghĩa là thân thuộc và thân thiện như thế nào? Ngồi ở đây em có thể nói rằng cái từ hai lần em cảm giác được cái từ hạnh phúc đó là lần đầu tiên em đẻ con em. Là em biết cái từ hạnh phúc nó viết ra như thế nào, định nghĩa như thế nào. Và lần thứ hai đó là em lấy chồng em. Em cũng không nghĩ là em có thể gặp được một cái gia đình chồng hoàn hảo mà ông xã rồi ảnh trưởng thành á. Những cái gì mà em trước giờ chưa có. Em còn nhớ ảnh qua ảnh nói em yên tâm đi, anh thì không có giàu có. Nhưng mà em cần cái gì anh sẽ cho em cái đó. Em muốn danh phận anh cho em danh phận. Giờ và được cái là nộp hết lương cho vợ. Một ngày chỉ xin 60 ngàn thôi. Cái câu chuyện của em á hả, nó giống như là một cái giấc mơ vậy đó. Nhiều khi em nói với chồng em là em hy vọng là nó cứ kéo dài như thế này hoài, tại em cũng không muốn là anh thay đổi. Thì ông xã em cũng là một cái người trưởng thành một lần nữa, nói chung là trấn an mình, cho mình một cái sự an tâm. Mà hai đứa là định bao lâu, đến bao giờ thì sẽ có em bé thứ nhì? Dạ, cuối năm nay chị. Sau khi kết hôn đó. Thì mới về ở với nhau thì mới vỡ òa ra là có một số những cái khuyết điểm của bạn đời mình mà lúc mình yêu mình chưa thấy. Với Tài á thì em thấy có cái gì lòi ra sau khi cưới? Chồng em á thì là thích nuôi thú, không có chăm thú. Nuôi thú? Dạ, nuôi mấy con mèo, con nhím gì đó. Và vấn đề á là những cái đứa con của anh á, nó sẽ để lại cái hệ lụy là cái tường, mà ví dụ mình dán tường xốp á thì chị biết con mèo rồi đó, nó cào từ giáp dòng nhà hết trơn. Đó. Mà bây giờ em cũng không có cách nào để trị nó hết á. Xong rồi bây giờ chỉ là có chị qua chồng em thôi. Thì để chồng em tự giải quyết cái tường nhà em. Rồi còn những cái nó, em thấy là những cái thói gọi là xấu thì không phải xấu, mà là chẳng qua chưa có cân đối được. Ví dụ như là chồng em thì mê xe, mê mô tô. Thích độ xe. Nhưng mà không sao, quyền sinh sát trong tay em rồi. Em phải duyệt mới được. Rồi còn tật xấu gì nữa? Còn cái nữa là những cái việc nhà không, anh không có lười, em khẳng định là không lười. Nhưng mà mình phải lên một cái thời khóa biểu cho anh thì anh mới làm. Trước khi em đi làm nói anh 9 giờ là phải rửa chén, 10 giờ quét nhà hay là cái gì đó, em phải giao một cái việc gì thì anh mới làm. Còn nếu mà tự khắc mà anh làm thì không có. Nhưng mà cái này cũng châm trước được, tức không là biết tự sáng tạo. Dạ, tức là châm trước được, tức là có kỷ luật là được. Rồi có ghen không? Cũng ghen nhưng mà cho nó là có cái gia vị thôi không? Dạ. Chứ bây giờ tất cả điện thoại rồi tài khoản nó đều minh bạch hết, tiền bạc nó cũng minh bạch. Với lại ảnh cài vô trong cái máy em á 7749 cái app mà định vị anh. Anh còn có cái màn mà làm nhục vợ nữa là em ơi, cái điện thoại anh mới mua á, anh mới cài cho em 5 cái app chụp hình, 6 cái app chỉnh hình đó em. Cái này là ý anh nói em xấu á. Rất là hồn nhiên cài sẵn như đó vậy. Rồi giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thật ra thay đổi thì em nghĩ nó không có gì để thay đổi hết á. Cứ giữ nguyên vậy đó. Em chỉ mong là hai vợ chồng em giữ đúng cái phong độ này về làm việc, gia đình, con cái. Rồi bây giờ tới Tài đó. Sao em? Vợ em có những điều gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng? Không biết nó có dám nói hay không đó, đó mới là cái vấn đề. Nó nói quá là về nó còn có 20% á. Dạ chưa hài lòng thì là chưa có. Nhưng mà có surprise sau khi cưới về thì có, tức nghĩa là có những cái bất ngờ. Là trước khi cưới là một người rất là nghiêm khắc, rất là nghiêm chỉnh trong công việc và làm việc thì gọi là không ai qua mặt được. Nhưng mà sau khi cưới về vợ em bị nhí nhảnh đột xuất. Bị nhí nhảnh đột xuất. Làm cho em thấy ủa cưới đúng vợ ông ta, ủa có bị đổi chị em ruột gì không? Sao mà về nhà thứ nhất là làm nũng, thứ hai là hay nhõng nhẽo với chồng. Rồi còn gì nữa?
Có ghen không? Ghen không? Dạ có. Đó, ghen thì nói ra đi. Thì có ghen chứ sao không ghen? Tại vì ông cái câu chuyện tập thấy cái câu chuyện này là nó nằm ở cái lúc mà trước khi cưới. Là lúc đó là em với vợ em có đi chơi thì công việc của em là luôn luôn khắt khe khách hàng. Thì đợt đó là mới vừa quen thì cái khách nó vẫn còn đi theo cái luồng là cần một người tâm sự. Thì ok, đứng trên phương vị là một mình là một người thầy, ok em bị vậy đúng không thì giải quyết xong. Nhưng mà nó bị hỏi quá nhiều mà nó tự đưa ra những cái thông tin thân mật của khách của em. Thì vợ em đọc được, em hỏi tại sao làm huấn luyện viên lại tới mức này. Nhưng tâm sự đó. Tâm sự xong cái là bữa đó là mén lúc một xíu là điện thoại em bay vào tường. Là nóng. Dạ thêm thật nóng nữa. Nóng đó. Ghen đó, ghen, là ghen đó, đó. Rồi giờ cuối cùng là giờ mong muốn bé Mai Mai mình thay đổi điều gì nữa không? Mong muốn thì có, là cố gắng làm sao mà tự take care bản thân mình nhiều một xíu. Tức có nghĩa là có thời gian thì dành cho gia đình là tốt, dành cho những người xung quanh là tốt, nhưng mà mình không có trong đó là lại không tốt. Cái mong muốn của Tài là hoàn toàn đúng luôn. Dạ. Em phải có cái đề ba từ, bán lý là từ cách đây cũng phải là mấy năm á. Dạ. Phụ nữ là 30 tuổi là bắt đầu phải đề ba cái vấn đề bảo vệ cái nhan sắc của mình. Dạ. Sức khỏe của mình rồi. Biết là ai cũng phải chi ly tính toán để trong gia đình, nhưng mà đến một lúc nào đó, đến khi mà mình muốn chăm sóc cũng không kịp nữa. Hôm nay nói chung là thời điểm này em cũng đỡ hơn rồi. Một phần là chồng em ảnh cố gắng anh làm á để cho kinh tế nó thoải mái hơn một chút xíu. Bây giờ lấy chồng thì nó cũng đỡ hơn ngày xưa là mình phải một mình vất vả. Nếu mà thực sự có một cái người để bảo vệ mình á, em vẫn muốn làm một cái, không làm sư tử nữa mà là một cái con mèo nhỏ để mà được bảo vệ. Cho nên em nói là anh nên nhớ rằng anh là cái người duy nhất thấy cái sự vô tri của em. Chứ bình thường không có ai biết đâu, với cái cấp bậc em bây giờ thì không ai thấy đâu. Dễ thương quá à. Dạ. Hai vợ chồng này rất là đáng yêu. Chúc cho hai vợ chồng Mai Mai với Tài cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ. Qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một nàng công chúa. Dạ. Dạ. Đúng rồi, công chúa. Sẽ đến với gia đình của Mai Mai và Tài Tài. Dạ. Giới thiệu tên, giới thiệu tuổi cho tôi bật ngửa cái nè. Dạ, con xin kính chào cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận. Dạ, con tên là Lữ Phúc Quốc Vinh. Dạ, năm nay con 30 tuổi. Con đang làm IT ạ. Chào Vinh. Dạ. Chào vợ Vinh. Giới thiệu đi nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con tên là Mai Phương, năm nay con 31 tuổi. Con hiện tại đang là giáo viên tiểu học cho trường quốc tế. Rồi cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau nè? Dạ, lúc đó là khoảng giữa năm 2021 á. Lúc đó là đang chuẩn bị cách ly toàn quốc á. Đó là ở nhà lướt Facebook á, trong cái app hẹn hò Facebook á. Là mắt được cô này. Con chủ động con làm quen trước hay như thế nào? Cô này là chủ động trước. Tại vì hồi cái lúc đó là con cũng chơi Facebook vậy đó, xong rồi quẹt thì cái anh này có cái avatar dễ thương, đẹp trai lắm, nhìn baby boy. Cái gửi lời mời kết bạn cái khoái, add liền. Dạ. Nữa, rồi đứa xong, nào nhắn trước? Con nhắn trước. Tại vì cái anh này ảnh có một cái câu giới thiệu là nếu em thích một chàng trai thú vị thì anh đây là một thí dụ. Nếu em thích một chàng trai thú vị thì anh đây là một thí dụ. Con mới hỏi trước là thú vị sao, có thiệt vậy không? Xong rồi cái anh này mới kêu là thì thử đi rồi biết. Rồi là coi như là chat. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Hết giãn cách thì mới gặp nhau. Vậy là 4-5 tháng. Dạ, nguyên đúng rồi. Thời gian dịch là tụi nó chỉ có chat với nhau thôi đó. Xong rồi trước khi mà chat FaceTime trực tiếp á là anh này anh có hay gửi mấy cái clip đánh đàn cho con á. Là mình đã thấy rồi phải không? Dạ. Mình đã thấy chàng rồi. Dạ. Rồi con có gửi cái gì cho ảnh không? Trường của con yêu cầu là cái thầy cô quay một cái đoạn clip để nói lên cái cảm xúc của mình á. Sau một cái năm học mà online như vậy thì sẽ như thế nào. Cái con cũng quay nhưng mà quay chưa có biết ghép như thế nào hết. Xong rồi mới nhờ anh này ghép giùm. Đây IT mà. Lúc mà con thấy mà mặt vợ mình ở trong cái video thấy con cảm xúc con sao? Con thấy nó hơi khác với lại cái avatar Facebook một chút. Khác sao con? Nó tròn. Nó tròn. Trời ơi, lúc cái dịch ai mà không tròn. Trời, người ta nói hả, ở nhà là chỉ có đó. Có tìm cái gọi là những cái app mà ăn uống để mà thể nghiệm nấu nướng. Bớt tay bớt hình. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau,
thấy ở ngoài đời á nó như thế nào? Thấy ở ngoài đời thì có một khúc con nở là vợ con cao lắm hả? Dạ không, đề là 1,5 m. Ừ. Mà con tưởng cũng không đến nỗi nào đâu, ngỡ ngàng thiệt. Thế còn con thì sao cô? Dạ cũng bị kiểu anh này lùn quá, không có như mình nghĩ. Tức là mình cũng nghĩ là anh này cũng cao, cao to đẹp trai. Tức là hai đứa mà lần đầu tiên gặp nhau ấn tượng là bằng một chữ lùn thôi. Thôi đó, con bị Covid. Tìm hiểu cái luôn. Ngày mà 28/1 á là sinh nhật con luôn. Là cái ngày con hết bị Covid luôn. Rồi sinh nhật, bữa sinh nhật có cái gì xảy ra không? Ở trên mạng nó có mấy cái câu thả thính đó cô Hồng Vân. Xong rồi cái con cũng bắt chước. Con mới nói chứ là giờ thì đến giờ kể chuyện bé nghe rồi. Muốn nghe kể chuyện không? Con mới hỏi là thích nghe khúc đầu, khúc cuối hay khúc giữa. Cái xong ổng kêu là kể luôn cái kết luôn đi. Với lại có một câu chuyện dài và một câu chuyện ngắn. Thì thích nghe câu chuyện gì? Cái xong ảnh kêu là vậy thì nghe chuyện dài đi. Cái con mới nói chứ là chuyện dài là bây giờ anh là câu chuyện của cuộc đời em. Chuyện dài là bây giờ anh là câu chuyện của cuộc đời em. Còn một cái câu chuyện ngắn á, là câu chuyện về gia đình tốt. Xong rồi cái anh này kêu là sao kể đi. Cái con mới nói chứ là cái ngôi nhà đó thì có tất lớn và tất nhỏ. Còn anh là tất cả của em. Còn anh là tất cả của em. Trời đất ơi, cô giáo mà nói những cái ngôn ngữ vậy sao mấy đứa học sinh tiểu học nó hiểu ta. Cô này chắc dạy văn. Non chứ. Dạy văn quá à. Đó. Hồi rồi coi như dính luôn đúng không? Bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Khoảng hơn một năm. Thì hai đứa làm đám cưới. Rồi đám cưới xong rồi á, là cuộc sống có gọi là thuận lợi không? Hay là có những cái trắc trở gì không? Hay là có những cái biến cố gì không? Làm dâu mới trong gia đình thì nó cũng có nhiều cái nó không hòa thuận lắm. Kiểu như là lúc đầu á thì mới về cho nên là mình cũng chưa có quen với lại cái nề nếp sinh hoạt ở gia đình. Ba chồng của con á thì là bác sĩ cho nên là ba đi làm về hơi trễ. Nên là gia đình ăn cũng trễ lắm. Thường á là 8 giờ mẹ mới nấu cơm. Xong rồi tối 9 giờ mới ăn. Lần đầu tiên cô thấy một cái bữa cơm gia đình mà rơi vào 9 giờ tối đó nha. Do là ăn sớm riết quen rồi cô. Xong rồi cái về thì kiểu cũng hơi khó chịu. Là tại vì sao mà ăn cơm trễ như vậy mà nguyên nhà luôn phải chờ. Cứ phải chờ ba về thì bây giờ mình ăn trước đi rồi ba về ba ăn sao. Nhưng mà chồng kêu là tại vì cái nếp sinh hoạt là như vậy rồi. Với lại mẹ kêu là muốn ăn chung với ba cho vui. Nhưng thật ra thì ba cũng không có muốn như vậy. Ba thích là ăn chung sinh hoạt gia đình như vậy thôi. Lúc đầu hay đói. Xong rồi cái mẹ cũng kêu là nếu mà đói thì ăn trước đi. Chứ không có cần là phải chờ. Thì bây giờ là con ăn một cái bữa đêm là 2 cữ. 6 giờ con ăn xong rồi 9 giờ con ăn nữa. Bây giờ tới chương 2 nè, chồng con có cái tật xấu nào mà con vẫn chưa đồng ý? Mê chơi game lắm cô chú. Đó, thấy chưa? Ảnh đi làm về là 5 giờ, 5 giờ rưỡi. Thay đồ tắm rửa xong là ngồi chơi game. Chơi game xong là tới giờ đi tập gym về. Ăn cơm, tắm rửa xong lên phòng là chơi game. Ủa sao cuộc đời nó sướng như ta? Còn con không mệt mắt hay không? Con không thấy bình thường. Nó quen rồi đó, nhưng mà không được đâu, nó sẽ có hại từ từ đó. Rồi, thật ra giống như chú, cô Vân nó ngồi đây cả ngày trời á. Về là xong là chỉ có muốn nhu cầu leo lên giường đấy, cũng không muốn nhu cầu giao lưu luôn á. Không muốn nhu cầu mà bắt đầu xả, vẫn là những ánh đèn như vậy để xả vô khuôn mặt mình nữa. Mà sao nó làm nó cả ngày mà nó về nó vẫn chơi game được. Cái niềm đam mê của con là chơi mấy cái bộ PC á. Cho nên con thay đổi PC liên tục. Vợ con không nói hoài. Rồi thời gian đâu chơi với vợ. Trời ơi. Cứ rảnh là con đi tập gym rồi chơi game vậy. Cả lúc có con thì con giảm bớt rồi. Mê đi tập gym. Mê game nữa. Thôi mê tập gym chấp nhận đi con cho có sức khỏe. Cái game là phải bỏ đó. Nhưng mà mê tập gym thì còn có thể chấp nhưng nhận. Nhưng mà trong phòng gym có cái gì á. Nếu mà ổng mê khác game nữa đó thì cái đó mới là thật xấu. Đúng không? Dạ. Đó, rồi gì nữa nè? Rất là đam mê đồ công nghệ. Tức là ổng có thể bỏ tiền nhiều để ổng mua đồ công nghệ, PC, máy tính rồi này nọ. Nhưng mà lại rất rất là tiết kiệm cho bản thân của mình. Là không có mua sắm gì cho bản thân của mình hết. Để có IT, game suốt game. Ngày nó ôm cái máy tính xong về nó ôm cái máy game. Rồi nó đi tập gym á thì đâu cần mặc đồ chi mà cao sang, mặc đồ thoải mái nhất để tập thôi. Nhiều khi đồ nhà nó mặc một tuần lễ luôn á chị một. Tiết kiệm tới cái mức là một cái quần mà nó mặc mà nó rách luôn cái lưng thun luôn mà không nhất định không đi dục là không đi dục. Nó gom tiền nó mua đồ máy tính đó con. Tại thấy cái quần nó mặc bình thường không có chưa có cái gì hết. Mình biết suy nghĩ đúng không con? Bây giờ nè, mình bao nhiêu tiền mình gom đồ mua máy vi tính cho bản thân mình, đối với giờ lại còn
tiêu xài trong cái quần áo đồ đồ cá nhân đó nữa mặt thì quá lỗi với vợ con quá nhiều. Cái đó chỉ mặc đi ngủ thôi chứ đâu có thì đó, đi ngủ mà ta ngủ không mà. Mặc đồ được mà đâu có cần gì phải mặc cái đồ. Mấy cái mốc mà mẹ chồng con kêu chứ là dục cái quần nó đi kêu nó dục mà đi mà mẹ chồng kêu là bữa nào nó đi làm nó lén lén gom hết được hết dục nó lấy lại con cắt nát đi là cho không. Cô cắt cái đái á nó lủng nó không mặc à. Rồi con mong muốn Vinh thay đổi điều gì? Bớt chơi game lại xíu đó. Rồi giờ tới con đó, vợ con còn cái tật gì mà con chưa đồng ý, con muốn vợ con thay đổi? Vợ con á là hay soi mói người khác. Là soi mói con mà lúc mà đi khám thai á, mà vợ con đang gắn cái máy để đo con gò á, mà cũng đi ngang hóng chuyện bà đẻ cái bên, vợ ba tên gì, nhà ở đâu, làm gì, bệnh gì nghe hết. Khi cái đó thú vui á con, quan sát mọi thứ xung mà, quanh. Dạ. Rồi còn gì nữa? Là hay bừa bộn hơn con nhiều. Bừa bộn. Đó, bừa bộn là không được đó. Giống như cái bừa bộn là. Là cái phòng con mới lao là con, cái tính con là hay ưa sạch sẽ. Mà cái phòng mới lao mà đi dép, bình thường sẽ có một đôi dép đi ngoài đường, đi trong nhà. Là con không có cho mang đôi dép đi trong nhà đi vô phòng. Mà đi vào chỗ nhắc hoài, giờ này vẫn còn. Tại vì vừa đi vừa tám á. Bấm thoại nó tám đi vô phòng luôn. Ông này ghê mà này tám. Đó. Thế là lười kinh khủng. Lười đó hả? Cái vụ quen nhau là con mua cho cái thẻ tập gym. Mà con không tập phải bắt lại cho người ta. Bắt lại cho người ta luôn. Chăm sóc sức khỏe. Dạ đúng rồi. Lười tập game. Bây giờ mà con muốn vợ ông thay đổi cái gì nhất nè. Chỉ có cái lười đi tập gym thôi. Lúc mà còn yêu nhau thì cũng đi tập gym chung. Tại con bắt đi á. Con dắt con chạy xe qua nhà bắt đi. Thì mới đi. Anh làm ở Thủ Đức nhưng mà con dạy ở Gò Vấp. Tức là chiều là ảnh chạy qua bên trường của con, ảnh chở đi tập gym chung. Tới cái mức độ mà ảnh thì ảnh tập gym ở Cali, còn con thì tập gym ở S-Line. Thế là ảnh mua thêm một cái thẻ tập gym ở S-Line nữa để tập chung với con. Xong rồi tới cái lúc đó là tháng 3 hả? Tới lượt con bị Covid. Hai đứa cứ thay phiên xây trần vậy đó hả? Covid xong cái con lấy lý do là mệt, không đi tập nữa. Cái bỏ luôn. Thẻ luôn. Nói nghe nè con, rồi có lần nào con tỏ tình với vợ con chưa? Con tỏ tình với vợ con không mà không chính thức thôi. Có nghĩa là gặp mặt ngoài đời chưa đó? Hay chưa đó thì là tỏ tình qua video không call. Được không được nhân tiện hai vợ chồng đang đến với chương trình này, quay ngược thời gian lại cái thời mà các bạn con đó chinh phục cô ấy. Đúng rồi, tỏ tình với cô ấy hai chồng luôn. Qua mấy cái ngày tháng mà mình nói chuyện online á thì anh cũng có hiểu hơn về em, tình cảm với em. Em có đồng ý làm bạn trai của anh không? Cái gì vậy? Gì vậy? Em có đồng ý làm bạn trai anh không? Nói lại 2, 3. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Không. Không. Hả? Chị muốn làm vợ thôi. Hay quá. Vợ hay quá. Ôm chào cái nào, ôm nhau cái nào. Rồi. Con tên là Mỹ Hân. Hiện tại thì con là năm nay 25 tuổi. Công việc của con là nhân viên văn phòng trong ngành truyền thông quảng cáo. Bên cạnh đó thì con cũng đang kinh doanh khô bò online cùng với gia đình. Giúp mình nhớ cho số điện thoại nha. Ai cũng kinh doanh online hết trơn hết trời. Không, em không kinh doanh online đâu. Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì để chị? Để năm nay em làm coi. Hút rụng tóc. Rụng tóc. Ai mà tóc nhiều quá uống vô cho rụng bớt. Rụng bớt. Trời ác ghê luôn vậy đó. Làm gì có lúc rụng tóc. Rồi chào Mỹ Hân. Dạ. Rồi mời. Dạ con á. Dạ lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Thuận, cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả được xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp của con là con làm cảnh sát. Ồ. Dạ. Rồi bây giờ cảnh sát. Giấu cái dây đi giùm chú. Rồi. Dạ giấu rồi. Rồi ok giấu rồi. Rồi. Con làm cảnh sát nha. Rồi nói lại. Con Bảo Long 26 tuổi. Nói lại 2, 3. Dạ. Con tên là Bảo Long. Năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con đang làm cảnh sát. Cảnh sát là ở quận nào? Dạ con đang làm ở huyện Bình Chánh. Huyện Bình Chánh. Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cảnh sát hình sự hay là cảnh sát? Dạ cảnh sát hình sự. Hình sự. Nó hình sự đó. Trời sao mặt gì hình sự. Nhưng mà cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Có khi nào mà đang làm cái chuyển qua kinh doanh á. Thì đó. Hoặc là cũng kinh doanh khô bò. Vợ kinh doanh khô bò thiệt á. Chắc nhờ nhà lỗ mũi giàu lắm á, thiệt luôn. Trời. Nó nghe nè. Vậy là cái lần đầu tiên gặp nhau chắc
chắc đang vi phạm một cái lỗi gì đó. Dạ. Kinh doanh khô bò có gì đâu bắt người ta mà vi phạm. Nó cười hả con? Không hả? Phải đi trên đường. Đi trên đường. Ủa cái này ta cảnh sát hình sự mà liên biết quan tới chuyện những... đi trên đường. Biết đâu chừng cái ngày đó là cái này là phải cứu, ví dụ phải như cứu. Là mỹ nhân đang đi ngoài đường. Đi giao khô bò. Gặp bọn cướp. Hiểu không? Gặp bọn cướp rồi cái anh này anh đang đi vậy. Cái là bắt đầu anh mới cứu cổ. Đúng rồi. Cái cổ anh hình sự mà. Ờ sự nhiên vô duyên tự nhiên đi. Cứu cổ bắt đầu cái sấm sét ái tình nổ ra là yêu nhau. Hay quá, có thể xảy ra. Đi giao khu bò, đúng không? Đúng không? Hai đứa quen nhau trong trường hợp đó đúng không? Dạ không đúng. Gần thôi, đúng. Hai chị em gần mình gần đừng... đúng kìa. À, gần đúng ha. Đó, vậy đâu, là đâu, à đâu, như vậy là coi. Để em đoán. Ông này bữa đó là đang trực với anh em trong đơn vị. Thế là ngày hôm đó thèm khô bò quá. Thế là mới... Kinh doanh khô bò là sau này thôi. Không. Còn cái này là... Gia đình kinh doanh. Biết rồi nhưng mà cái đợt đang làm nhân viên... Truyền thông. Văn phòng. Thông truyền thông thì đó là nó trên đường nó đi. Bữa đó là có event mặc đồ đẹp. Event mặc đồ đẹp. Đúng hả? Nhìn sexy, nhìn rất là đẹp. Rồi mới là có cái gọi là... Nó chiêu chọc. Phải không? Thiệt. Trời ơi, chứ mà đoán gì đâu mà xa vời quý vị. Anh này anh mới thấy như vậy. Không, vậy nè, có như là đang trùng cơ quan thèm khô bò, đặt online gọn bé thì giao nhỏ đẹp quá cua luôn. Đúng không? Không có đúng hả con ha? Đúng không? Dạ, không chưa đúng. Thôi không, con mệt quá. Thôi, để hai đứa kể đi. Con nói đi làm sao hai đứa sao quen nhau nè. Sao mà gần đúng nè. Em kể đi. Dạ, thời điểm đó là lúc đó con còn là sinh viên thì con có kinh doanh, con rất là thích kinh doanh nên từ lúc con sinh viên là con đã mở một cái quán ăn. Thì tình cờ thì hôm đó thì anh này đến ăn. Thì anh này lần đầu tiên xuất hiện thì đó giờ con đều nghe mọi người nói là sẽ gặp một cái người nào đó giống như tiếng sét ái tình đó cô chú. Thì lần đầu tiên con gặp ông này là con cảm thấy giống như là sét luôn. Dạ con thích luôn. Vậy là cô đúng cái phần sau. Hai đứa gặp nhau một cái là chí tiếng điện chập. Xẹt điện. Thì em cũng đoán là liên quan tới món ăn đó. Ủa nhưng mà là con mở cái quán ăn vặt hả? Dạ lúc đó con bán nem nướng chả lụi á cô chú. Wow. Dạ. Ổn vô không ăn? Dạ đúng rồi. Là con thích liền luôn. Dạ con. Ngay cái giây phút đầu tiên em con đang nướng. con đang nướng. Cái con nhìn lên con thấy. Rồi con sao? Mà con có sắm xét thích liền không? Con có thích liền không? Con thích bao không? Dạ có. Tức là lúc đang ngồi nướng. Là hai đứa là gặp nhau là thích nhau liền vậy đó hả? Ồ, vậy hả? Dạ. Ủa vui quá ha. Mà bữa đó ăn nhiều không? Rồi bữa đó con có tính tiền đó không? Dạ có tính luôn. Con tính tiền bình thường nhưng mà vui ở một chỗ là khi mà con thích, con gặp anh này á thì con tỷ quán của con là đưa menu ra xong rồi khách chọn rồi mới gửi lại cho quầy để bắt đầu làm. Thì ông này á, ngoài cái việc mà ổng chọn thì ổng còn vẽ hình này hình kia. Vẽ nữa hả? Vẽ mấy con này con nọ, vẽ trái tim đồ này kia. Ủa mà sao tự nhiên cầm viết ta vẽ vậy? Thích mà, thích nhỏ này. Vô là thích liền rồi. Là nên kêu là gửi trái tim. Đó, gửi rồi trái sao? Tim. Xong rồi cái con tưởng là lúc đó là con nghĩ là trời ông này đang thả thính mình. Chắc với cái xong rồi cái con mới nhìn để ý ông này ăn hết một cái phần ăn rồi mà chưa chịu về. Cứ ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Gì? Ngồi tới mấy tiếng? Dạ đúng rồi. Bữa đó bộ canh bắt tội phạm. Thì anh thì cứ ngồi hoài, con mới nói ủa ông này chắc đang cua mình hay gì. Mà xong cái những ngày sau đó thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á. Thì ông này chạy chiếc xe Sachi á cô chú. Thì chiếc xe đó là tay côn. Là xe nẹt bô đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chạy ngang qua cái quán gọi là nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục một tháng trời xong rồi. Những cái cô người, những cái người xung quanh bán hàng ở đó người ta nói. Mới đi qua nói con Hân ơi Hân, hình như cái thằng công an đang gù con đúng không? Mà con kêu nó đừng có nẹt bô đúng không vậy? Là anh, nó như là bà con đó là biết là ổng là công an đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái người mà bán hàng xung quanh đó là tại ông này rất là ông này nổi tiếng ở khu đó, tại hay ra đó ăn đàn ông mà rất là thích ăn vặt. Nên ra ngoài đó là quán nào cũng biết ông này hết. Ê cái ngày long. Dạ. Tại sao lý do gì? Ví dụ mình muốn chinh phục những người đẹp thì mình mình phải nói mình nói đi. Sao mình nẹt mình bô? Mình nói đúng sao tự nhiên nẹt bô? Làm sao vậy? Dạ con cũng không biết sao. Tạo chú ý không? Ủa mà nhưng mà con thích, con cố tình con làm vậy để cho Hân nó để ý con đúng không? Hay sao? Hay dạ. Sao mà con cứ đi ngang con nẹt bô? Dạ chắc con làm giống như tiếng sét cái tình chấp chứ. Ủa nhưng mà con nẹt bô nhưng mà con có tắp vô ngang không? Dạ có lúc qua tắp vô nữa.
Lúc nhưng thì đi cái... luôn, lúc thì tấp vô. Nhưng mà cái bữa đầu tiên mắc thì con ngồi chỉ mấy tiếng đồng hồ vậy? Không, ngồi mấy tiếng đồng hồ á, ăn xong rồi còn ngồi lại làm chi? Dạ tại con thấy vợ con đẹp quá. Ngồi, ngồi ngắm vậy đó đúng hả? Đúng nhìn mắt thôi. Đúng gu luôn. Dạ. Rồi cứ ngồi đó ngắm vậy đó. Ủa cái gu của con là gu gì? Dạ. Không nói đi. Nói phải nói bằng dạ, tướng tá làm sao rồi mặt mày sao, tính tình sao, gu con nữa. Dạ là người phụ nữ biết kinh doanh, biết làm ăn rồi nói chuyện lịch sự, lễ phép. Ở hình dáng dạ. Sao? Hình dáng thì cũng quan trọng lắm, tại bạn đẹp sẵn. Ừ. Vậy là gu con là da trắng đúng không? Ừ. Con phải là da trắng nè. Đôi mắt đẹp ừ. Nữa, đúng không? Mũi đẹp nè, à, nó có nụ cười xinh, đúng không? Dạ. Bao nhiêu cái đẹp là ông mong muốn hết rồi đó. Rồi. Rồi bao lâu thì mới tỏ tình với bạn? Rồi con có kêu đựng nẹt bô không? Con có gặp con kêu đựng nẹt bô như là bà con, cái nguyện vọng của bà con? Có, con nói là ở đây bà con bán vốn quá, sao anh nẹt bô hoài vậy? Anh chạy xe bình thường đi. Rồi ông trả lời sao? Ông này đỡ anh, thôi vậy nữa anh bóp kèn. Trời ơi. Ủa nhưng mà là ngày đầu tiên là hai đứa có cho nhau số điện thoại không? Dạ thời điểm đó chỉ hỏi tên thôi à. Chưa có cho số điện thoại. Ừ. Bao lâu thì bao mới... Khoảng 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày nữa tụi con mới trên Facebook nhau. Ừ. Yeah. Rồi xong rồi chừng nào con mới rủ con bé Hân đi chơi? Ừ. Chắc cũng tầm tháng à. Tháng? Dạ, gần tháng. Rồi bữa đó con rủ, bữa đó con rủ chịu, sao? Rồi nó chịu bỏ cái quầy thịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ, chịu. Ngay ngày rằm. Cũng canh ngay ngày rằm chứ bộ. Ngày rằm nó nghỉ ba. Sao? Rồi con rủ sao? Kể con nghe coi. Nay rằm thôi, tụi mình hẹn hò đi. Mà hẹn hò tụi con ngày hẹn hò đầu tiên đi chùa. Vô chùa hẹn hò chứ. Dạ. Rồi sao? Sao nữa? Thì vợ con cũng thích ở trong thích đi chùa, đi viếng này nọ. Ừ. Thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò với nhau. Mỗi nắm tay không? Mỗi nắm tay. Dạ chưa. Nhưng mà bữa đó là bắt đầu mới đi riêng, hẹn hò riêng thì là dạ. Coi như là con còn lắm hơn nữa đúng không? Còn thấy yêu hơn nữa đúng không? Lại gần dạ. Sát. Đúng không? Còn con cũng vậy đúng không? Bữa dạ. Đó là coi như là rớt luôn á. Dạ. Thấy không? Nhưng bình mà... thường thì chồng con á mặc đồ tại vì với cái nghề nghiệp của ảnh á thì ảnh mặc đồ rất là xòe xòa hoặc là mặc như là mặc đồ rap, mặc đồ go Việt, mặc mấy cái đồ shipper á. Cái tới khi đi chơi thì anh này lên đồ nhìn đẹp trai quá. Ừ. Con khoái nữa. Khoái nữa đúng không? Nhưng hai đứa đều thích nhau nữa. Đó, cái độ cấp độ nó tăng lên á. Rồi sao, rồi bao lâu á thì là giới thiệu cho gia đình biết chính thức quen nhau á. Dạ thì tụi con á là bữa đó là cái sau khi mà đi chùa có kể chút xíu là lúc mà đi chùa thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người yêu, một người vợ như vậy. Thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Tụi này nó sinh ra là để dành cho nhau trời. Nên tâm linh rồi. Cái con mới nói ra này, khi nào tụi mình làm vợ chồng không? Hay là hôm nào anh dắt em ra mắt mẹ anh đi? Xong rồi anh này mới nói ok em, không có thành vấn đề. Nhưng mà tại vì anh đang sắp chuyển công tác nên anh phải đi học thêm 2 năm nữa. Thì em có chấp nhận là yêu xa không? Thì lúc đó con mới nói yêu xa là yêu làm sao? Nói là anh sẽ đi học tới cuối tuần thứ bảy nhật thì anh mới có được dù mới cho về. Thì em thấy làm sao? Nói em thấy bình thường mà có gì đâu. Bình thường em cũng đi bán mà đâu có thời gian đâu đi chơi với anh. Cái hai đứa con mới bắt đầu là tiến tới. Rồi anh này mới bắt đầu là giới thiệu con với mẹ. Thì lần đầu tiên tụi con gặp mẹ chồng con á cũng là lúc ba mẹ con đi chùa. Gặp ở trong chơi. Là ba mẹ là chồng con chở con với mẹ chồng con đi chùa. Đi chùa luôn gặp. Dạ. Chà, như vậy rồi mẹ tình sao? Trong chùa không? Gặp rồi mẹ có là mẹ hai có... mẹ con có ưng nhau liền không? Đó. Dạ khi mà trước khi mà con gặp má chồng con á thì là chồng con có nói về mẹ chồng con rất là nhiều. Lúc đó thì con rất là ngưỡng mộ một người phụ nữ quá giỏi cũng như là quá đảm trong cái công việc. Rồi nên con cũng ngưỡng mộ nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng hơi lo lắng sợ. Tại vì những người giỏi như vậy thì họ sẽ rất là khó. Cái khi mà con tiếp xúc với lại má chồng con á thì trên sau cái buổi đi chùa đó về thì anh này mới nói là em ơi mai mốt em bớt lanh lại đi. Tại vì hình như mẹ sợ em ăn hiếp anh.
Mà về nhà mẹ có nói không? Mẹ có nói là con bé này nó lanh quá rồi, chừng nó ăn hiếp mày á. Có. Dạ, có đúng không? Ờ. Lanh quá. Rồi con có thay đổi không? Dạ không, con vẫn như vậy. Nó buôn bán mà. Người ta dân làm ăn buôn bán mà. Nhưng mà thường á là khi làm vợ của công an á là xét về lý lịch dữ lắm á, đúng không? Dạ đúng. Ừ. Đúng thì rồi. Là có nghĩa là ý cô hỏi vậy là để giống như là tụi con qua được cái ải đó không? Có nghĩa là gia mọi đình thứ đều suôn sẻ hết đúng không? Dạ. Chuẩn hết rồi mới đăng ký kết hôn được. Đúng rồi, đó. Dạ. Rồi, bây giờ nè, hỏi tới cái này nè. Rồi trong cái giai đoạn quen nhau vậy á, bà có ghen không? Dạ con thì ít ghen, có con ghen nhiều. Con ghen hả? Đó. Mà ghen có nào mà thể hiện ghen sao, ghen sao? Con sẽ kể cho cô chú nghe. Có một cái kỷ niệm này con sẽ nhớ suốt cuộc đời này. Là ngày hôm đó, thời điểm đó tụi con chỉ là quen nhau thôi, chưa có tính tới. Nói chung là sắp chuẩn bị cưới nhau, chuẩn bị làm đám hỏi á. Thì anh này á, là ngay dịp Tết thì anh này đi nhậu với bạn bè. Xong rồi cái anh này mới gọi con ra đón ảnh. Nhưng mà ảnh nói là muốn mời con vô ngồi chơi với nguyên một đám bạn của ảnh. Thì trong lúc ngồi chơi vậy, tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi, tôi hôn cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông nói ông giận lên. Xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á, cái ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, tại sao em không hôn anh hai cái, tại sao em nhìn trai à, tức quá, đập bể cái đầu xe của con. Trời ơi, cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo. Là do cái vụ đó. Rồi có đền trời con ơi. Dạ qua sau ngày... đó có đền con cái xe không? Dạ qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đền, tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Ủa nhưng mà bữa đó là con không biết gì chứ đúng không? Dạ lúc đó con cũng say rồi. Say rồi chứ là nóng lên đúng không? Dạ. Nhưng cái mà lúc đó con có sợ không? Con, cái tâm lý dạ. Cô biết nè, có nghĩa là bữa đó ngồi cũng có bạn bè nhiều đúng không? Dạ. Rồi con lâu lâu uống rượu cũng liếc thấy còn một số người cũng địa vợ mình đúng không? Rồi xong rồi là muốn cho mọi người biết đây là ghệ của tôi, người yêu của tôi. Cho nên muốn đóng dấu. Đúng rồi, đóng dấu cho nên là em phải hôn anh hai cái cho mọi người biết để đừng có dòm em nữa. Ai về à? Mà nhỏ này nó không chịu hôn đúng không? Cơn lên chứ bộ. Cơn lên liền. Đúng không? Mà có đúng nha, đúng như những gì cô Dân phân tích không? Dạ đúng. Đúng trời rồi. Hay quá chị Dân ơi. Thì chứ sao? Chị xoáy vào trong lòng, trong tim người ta luôn. Cái lúc đó hôn có một vấn đề, mình hôn bồ mình mà. Mình cũng phải đóng dấu ngược lại ổng chứ. Nhưng mà đâu. Cái lúc mà ổng đập tay, ổng đập bể cái đồng hồ của mình luôn, lúc đó con sợ không? Con lúc đó con chỉ thấy ông này quá đáng quá. Xong rồi cái con thấy thương tại chảy máu, tay máu nhiều lắm. Xong rồi cái... Gửi về tới nhà? Không, đó xéo xéo đó là cái bệnh viện luôn. Cái con chở ổng tấp qua bệnh viện may. Xong rồi may lại cái tay. Nhưng mà con quá, có giận không? Con vừa, con giận, con... Lúc đó con rất là giận, nhưng mà con nghĩ là chắc ông này cũng thương con quá nên ông mới hành động như vậy. Nhưng mà con đều suy nghĩ ra một điều là ngoài cái việc mà ổng như vậy ra thì ổng đang ngoài những cái việc khác ổng rất là tốt. Ổng giống như là một cái hạnh phúc mà con đang mong mỏi chờ đợi. Thì con lựa chọn cái hạnh phúc này nên con bỏ qua hết. Ôi trời ơi. Ôi, nói luôn thông điệp của chương trình rồi. Nói luôn rồi. Hay quá. Ổng là như món quà mà ông trời ông ban cho con vậy. Đúng đó rồi. Đúng không? Dạ. Sắp xếp luôn. Đó, cũng nhờ chùa đó. Nhờ chùa. Không? Rồi cái như là bữa băng bó cái tay đó là cái dịp nào vậy? Có trùng với dịp Tết, dịp lễ gì không? Dạ ngay Tết là nguyên cái mùa Tết đó là cái tay xì cà que. Xong rồi về nhà đâu có dám nói với gia đình đâu, đây cũng là lần đầu tiên tụi con chia sẻ. Vậy là Tết năm ngoái đúng không? Hay là Tết dạ, năm nào? Tết của năm trước nữa. Tết, tụi con lấy Tết, Tết, Tết năm nay là kỷ niệm 2 năm ngày đập đầu xe. Dạ đúng rồi. Là sau cái vụ đập đầu xe đó bao lâu thì làm đám cưới? Thì tụi con chỉ mới cưới nhau hồi tháng 10 hồi ngày 10 tháng 12. Thì tụi con mới cưới chưa được 1 tháng. Ủa là mới đây hả? Dạ đúng rồi. Mới cưới chưa được 1 tháng luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau quá là 2 năm quá trời son rồi trời ơi trời. Quen nhau mấy năm? Tụi con quen nhau 4 năm. 4 năm trời. Hồi trước đó hai vợ chồng có sống thử với nhau không? Thì nói này cũng hơi xấu hổ chút xíu. Không là... sao kể đi, bây giờ là đã chính thức là vợ chồng rồi. Thì thời điểm mà quen nhau vậy á thì con có ông này đi học cuối tuần về
thì con mới ngủ này thôi qua nhà em ngủ đi, tại về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi, tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Xong rồi cái ông này khoái cái qua hoài luôn, qua ở tới khi mà đám cưới luôn. Xong rồi cái vậy là lần đầu tiên của hai đứa là từ cái lời mời của con đúng không? Cười quá thì cười phái chí kìa Minh. Từ lời mời của cô gái bán bún nem nướng bé Hân, của bé Hân đúng không? Dạ à, cái lúc đó thì chưa đó chú, tại vì con là kiểu như là gia đình con làm ăn nữa nên ba mẹ con cũng cũng tin dị đoan á, nên tụi con không có bậy bạ gì trong nhà hết á. Ừ. À là chú là đi chỗ khác đúng không? Rồi thì mẹ của bên gia đình của chồng con á, là mẹ chồng con cũng kêu là thôi hai đứa qua đây ở đi, tại bên bển nhà cũng ít người á nên muốn tụi con về cho vui. Cái con suy nghĩ nè, trời ơi thôi bây giờ ở nhà mình đi, trước sau gì cũng cưới mà ở nhà mình đi, mình giữ giá để mốt má chồng mình cưới mình đi vàng nhiều hơn. Thì là lần đầu tiên của hai đứa là ở một cái nơi khác đúng không? Dạ đúng. Mà trong một chuyến đi chung hay là một buổi tối nào đó? À, hay dạ. Là cái buổi tối băng tay? Dạ cái lần đầu tiên của tụi con á là vào cái thời điểm đó là tụi con đi du lịch, đi Đà Lạt chơi. Thì ông này mới rủ con đi Đà Lạt hoài, xong rồi con mới nói ok anh đi Đà Lạt. Thì đi chơi xong rồi hai đứa con vậy á. Thôi thành phố mộng mơ mà. Đúng phải rồi. Vậy thôi. Ừ. Rồi cái lúc mà tỏ tình với cổ, cái lúc cầu hôn với cổ có lãng mạn không? Lúc cầu hôn thì con thấy cũng lãng mạn. Con làm nhưng sao? Không biết vợ con thấy sao? Con làm sao lúc cầu hôn con làm sao? Dạ con có thông đồng với em vợ của con nữa. Thông đồng? Sao? Giữ bí mật. Đãi vợ con đi ăn nhà hàng. Sau đó con mới vô trong phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ lên đồ diện lên. Giờ con kéo bong bóng đồ với bông hoa với những con tặng cho vợ con. Tức là kéo từ nhà vệ sinh kéo ra đó. Đúng. Giấu mà. Giấu trong trọng mà. Rồi sao? Dạ. Con kêu nhà hàng chỉnh cái nhạc nào mà chiêu chiêu xíu. Vậy như nhạc cha gì đó. Thì bữa đó hết nhạc. Dạ. Cái con phải thế cái nhạc mấy cái nhạc mà vui vui vô đỡ rồi cái con mới quỳ xuống cầu hôn vợ con. Dạ không biết thời điểm đó vợ con có cảm động không đâu. Giờ Hân kể lại, ông tả lại đi cái hình ảnh lúc đó. Ông này kể là tới cái khúc mà quỳ xuống thì con thấy là lúc đó con mặc dù là thông đồng nhưng mà con linh cảm con không biết là đang làm vụ án gì, nhưng mà con phải diễn để cho ông này cái niềm vui cho ông diễn. Coi như là bất ngờ. Bất ngờ mà mình đã biết trước á. Dạ đúng rồi. Thì ông này quỳ xuống mà lúc đó cái nhà hàng đó rất là nhiều người, rồi mấy người đó người ta nhìn quá trời luôn. Ông này mới nói là em cứ đồng ý lấy anh không mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Em trả lời lẹ đi anh nhục quá. Cái con thấy vậy anh đợi em xíu dán ngay cái ông giật tay con, ông đeo cho con nhẫn đó hả? Dạ. Ủa lúc đó ông mở nhạc gì cũng nhớ không? Ổng mở cái nhạc gì mà con cũng không nghe nữa, mà nói chung là cái không khí nó không phải giống như là lãng mạn như tụi con tưởng tượng. Nhạc hoạt hình. Nó hơi lãng xẹt xíu. Trời ơi. Nhạc hoạt hình mà. Chứ kệ. Không vậy cũng vui dễ thương. Lẹ đồng ý lẹ lẹ đi, tôi nhục quá. Dạ. Rồi vậy là mới lấy nhau. Ê, được. Tụi nó dễ thương quá. Ừ, mới lấy nhau được 1 tháng. Dạ. Ủa, đúng rồi. Quá luôn. Trời ơi. Rồi sao? Nhưng mà rồi sống con... thử 2 năm đúng không? Dạ, sống một năm, một năm mà. Dạ, sống bên nhau một... đó, gọi là sống bên nhau đi. Không, mình dùng từ sống thử nghe nó ấy quá. Dạ. Nghe nó trần tục không, quá. Nếu sống vậy bên thì nhau. Mình sẽ lấy cái thời điểm là lúc mà sống thử đi. Rồi con mới phát hiện Đăng Hân nó có những tật xấu gì. Cho tới giờ luôn nha. Dạ con thì không có tật xấu gì nhiều. Mà cái mà con thấy có thể là trong lúc mà làm việc á, làm việc gì thì bà hay quạo lắm. Hay nóng tính. Làm bán mà. La người này quát người kia. Dạ, nhưng còn bình thường thì dễ thương, hiền lành giống như hai quát người khác vậy. Rồi có quát con không? Dạ, bữa đó thì có luôn. Dạ quát không. Nhiều lúc mà bảo ra bán ơi là tính tiền lộn cái gì đó là hay quạo lắm đúng không? Dạ. Ví dụ như bán mà không được hay quạo. Đông khách cũng quạo lắm. Đông khách tại chạy không kịp á. Dạ. Ủa giờ quán là bán gì?
Bán... Dạ, à, con bán nem nướng chả lụa. Nhưng mà hiện tại thì con chỉ tập trung bán thịt khô bò thôi. Thời điểm đó là con làm sinh viên, con làm thôi. Rồi. Vậy là bán khô bò. Là hay rồi. Hay quạo. Nói chung là hơi nóng tính đúng không? Trong kinh doanh là hay quạo. Mỗi lần làm việc gì là tập trung vô là quạo lắm. Mỗi lần quạo rồi con có im không hay là cãi lại? Dạ, chắc cãi lại quá. Dạ. Hai đứa gây qua gây lại gì đúng không? Rồi còn gì nữa? Dạ, con cũng không thấy gì xấu. Chỉ nói hả? Dạ, chỉ nói vậy thôi. Vậy đó hả? Coi như là không có cái... tức là không có mè nheo, không có nhõng nhẽo, không có ghiền shopping đồ không, ghiền sắm đồ á. Rồi bây giờ tới này cũng nè. Cũng không luôn. Dạ không. Kinh tế nhà ai giữ? Dạ dạ không giữ. Ừ, bà có siết chặt kinh tế không? Dạ không, con chi tiêu bình thường. Bà vợ con giỏi chi tiêu lắm. Thôi vậy là cũng không có gì xấu cả. Nó ngon lành. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ, con cũng không mong vợ con thay đổi gì hết. Dạ. Cứ vậy. Con chỉ mong là lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Ôi ôi. Yêu chắc rồi. Trời ơi, thấy nó nói chuyện dòm con mà mặt nó kỳ lắm. Mắt nó kỳ lúng liếng mà say đắm ngộ lắm con. Rồi giờ tới con đó hơn. Chồng có thật xấu gì không? Dạ chồng con á, trong 1000 điểm tốt thì cũng có 100 điểm xấu. Thì ngoài những cái việc mà như là phải dơ, bê bối thì chồng con rất là thích xem hoạt hình. Ở nhà hay xem hoạt hình lắm. À, rồi chồng con có một cái điểm là đi ra đường chạy xe, trong lúc chạy xe thì chồng con hay nói con quạo, nhưng mà chồng con nó chạy xe là quạo. Như là thấy cái ông này chạy xe, sao ông này chạy xe ẩu quá vậy, ông có biết chạy xe không? Xong rồi thấy người phụ nữ chạy xe, mấy bà phụ nữ nè, mấy bà bành này chạy xe kiểu vậy nè. Thì con thấy là Hay có nghĩa là hay sân si trên đường phố. Dạ đúng rồi, hay sân si trên đường phố, hay sân si với những người tham gia giao thông. Nhưng mà đó là do bệnh nghề nghiệp á. Kiểu như nhiều khi chạy không đúng luật á. Có khi nào rượt theo không? Có khi nào rượt theo để mà cúp cắt đầu mấy cái đứa mà chạy như là chạy láo liếu không? Dạ không. Dạ, chồng con thì nói vậy thôi, có con thì con rượt theo luôn. Con là con rượt luôn đó. Nóng tính mà, bé này nóng tính mà. Rồi còn gì nữa, chồng có thích ăn vặt không? Ăn vặt hồi nãy con có nói rồi. Đúng rồi. Không? Nguyên cái xóm đó là con ăn hết, không còn quán nào luôn. Rồi chừa qua rồi đúng không? Dạ chưa, không còn quán nào còn chừa. Thì đó, không còn quán nào chừa là thích ăn vặt đúng không? Mà ăn vặt cũng đâu phải tật xấu đâu. Chị cũng ăn vặt mà. Rồi. Thiệt. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Con hy vọng chồng con á là chú ý về sức khỏe một xíu. Chứ cái lúc thời điểm con quen con thì rất là dễ thương, rất là ốm. Nhưng mà bây giờ thì hơi phì. Thì cứ bị mẹ chồng con cứ nói mà giảm cân. Thì con hy vọng là chồng con sẽ quan tâm đến sức khỏe, tập thể dục để giảm cân. Bên cạnh đó thì đi ra đường thì bớt sân si để xíu. Tại vì con ngỏ ngoài sau á, lúc mà chồng con chửi người ta thì người ta nhìn con nghe. Chồng người ta không có nghe, nhưng mà con là người nghe hết. Con chỉ hy vọng vậy thôi. Còn ngoài ra thì chồng con rất là ok. Hay quá, gặp vợ chồng này vui quá. Dễ thương quá trời. Phải cảm ơn ban biên tập chương trình, và cũng là cảm ơn hai vợ chồng. Đầu năm mà các con đã mang đến một cái không khí, một cái không khí nó rất là vui nhộn trong trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng rằng là những cặp vợ chồng tiếp theo, trong những tuần tiếp theo cũng sẽ mang thật là nhiều những câu chuyện mà nó vui tươi và nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương như cặp vợ chồng con mở hàng. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con thôi đúng rồi đó, con chồng vợ con nó mong con giữ gìn sức khỏe là cô thấy cũng có lý đó. Tại vì 26 tuổi cái đường của mình nó còn dài lắm luôn á, đúng không? Nói với cái nghề của con á, mà kiểu như là mình ốm á thì mọi thứ của mình nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Nó nhanh nhẹn hơn trong mọi trường hợp, đúng không con? Dạ, mẹ con cũng nói như chàng vậy. Đó đó, cho nên là thôi vợ nói là quá đúng rồi ha. Mà thật ra là cũng phải cảm ơn cái việc gọi là ăn vặt của ảnh. Nhờ ảnh ăn vặt, nhờ ảnh thích ăn cho nên mà ảnh mới gặp con. Thì đó thôi, gặp được vợ rồi thì thôi đó, bây giờ đừng ăn vặt nữa, bớt lại đúng không? Bớt lại rồi. Rồi nhân hôm nay nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là các con có điều gì bí mật muốn dành cho người bạn đời của mình không? Dạ thì có câu chuyện con chia sẻ là chỉ vì cái hung hai cái thôi mà chồng con bây giờ có cái sẹo trên tay suốt cuộc đời.
Thì trước mặt rất là cô chú cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi vợ chồng son thì con sẽ hôn lại chồng con hai cái. Ôi trời ơi, dễ thương quá, hôn đi, hôn đi. Rồi bên kia. Trời ơi, dễ thương quá. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ. Không gì cũng ngoại giao quá ha. Không gì kiểu là ngoại giao quá. Ôm nè, bây giờ phải ôm nhau siết chặt cái xong bắt đầu mới là đấm đuối hôn lên chồng. Rồi hôn cái thì, thôi cũng được. Ừ đó. Làm lại là đi. Khán giả cũng như là các trai làng mà nhiều khi mà có thích thích con mà nó à thôi không được rồi. Không có mơ tưởng tới nhỏ này nữa, nó mê chồng nó quá rồi thôi. Nghĩ 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 nghĩ. Hôn vậy giống như là trả nợ quý thần. Đúng không? Đúng. Nè nè nè, đó, thấy cái tay ảnh vậy nè, là ảnh chịu rồi nè. Lại đi. Con. Làm lại cái kết thúc nào. Ừ. Rồi. Đó ôm đỡ. Rồi, ok. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng con ha, làm ăn phát tài, tất cả mọi việc đều như ý, và riêng con trong ngành chú chúc cho con thăng quan tiến chức và mọi việc thuận lợi như ý. Dạ. Và sức khỏe nha. Dạ. Rồi cô thì cô chúc con phải hết sức cẩn thận trong cái công việc, hiểu không? Phải có một cái sức khỏe thiệt là dẻo dai, phải thiệt là lanh lẹn. Dạ. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới bốc thăm may mắn. Dạ. Rồi hay quá, bốc thăm may mắn. Ê quay luôn đi bà Dân. Ôi trời ơi, chị lại em mệt lắm này. Quay đi về tắm xà bông của con bé kia tặng. Không. Ngâm bồn hả? Người ta mời người ra làm giấc gì xanh siêu. Tới đây con. Ok. Giấc gì xanh. Ủa hai đứa là tối nay về à tụi nó